Thảo Vy xin kính chào quý vị khán giả của The Saigon Post. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Thưa quý vị, từ Nga cho tới Trung Quốc, Iran và kể cả Thổ Nhĩ Kỳ đều đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng lớn trong năm 2023. Vladimir Putin có thể bại trận ở Ukraine. Tập Cận Bình lao đao với Covid. Chưa khi nào như lúc này, việc triệt tiêu phản biện nhằm tập trung quyền lực vào tay một con người duy nhất là nguyên nhân của những sai lầm. Vậy liệu các chế độ độc tài này có thể sống sót? Ukraine lan tỏa sự căng trường Trong bài viết đầu năm chúc mừng 2023, từ ngưỡng mộ đến cảm hứng, Les Ecos cho rằng sự hứng khởi mà người Ukraine, phụ nữ Iran và phong trào phản kháng ở Trung Quốc mang lại là một món quà cho năm 2023. Chừng như năm này qua năm nọ, mức độ những xáo trộn ngày càng rộng lớn hơn. Trong năm 2022, chúng ta phải đối mặt với cuộc chiến tranh Ukraine, lạm phát và lãi suất tăng lên, giá năng lượng tăng vọt và năm qua thời tiết nóng chưa từng thấy. Nhưng năm 2022 cũng mang lại những thông điệp rất tích cực về khả năng con người đối phó với nghịch cảnh. Trước hết là người dân Ukraine. Bị xâm lăng, trà tấn, bạo hành, họ vẫn trụ vững, họ quyết tâm bảo vệ tổ quốc bình thản đối phó trong điều kiện không được sưởi ấm, không điện và thường là không có nước sinh hoạt. Tiếp đến là nữ giới Iran dám đương đầu với chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo từ nhiều tháng qua. Cuối cùng là người biểu tình Trung Quốc đã buộc Tập Cận Bình phải từ bỏ chính sách Zero Covid. Tất cả cho thấy lòng can đảm có thể lây lan bắt đầu từ một ít cá nhân rồi lan rộng ra quần chúng. Trung Quốc khó thể ngoi lên thành siêu cường số một thế giới, Bắc Kinh đại bại sau 3 năm Zero Covid. Bài xã luận chào mừng năm 2023 của La Croix ghi nhận, nếu năm 2023 bắt đầu trong không khí lễ hội với pháo bồng tưng bừng và một triệu người chen chúc trên đại lộ Cham Elis, thì chiến tranh vẫn tiếp diễn ở Ukraine, di dân tiếp tục ra khơi ở địa Trung Hải. Les Ecos cho rằng, vẫn có những lý do để tin tưởng sau một mùa đông covid dài dằng dặc làm đông cứng nền kinh tế một năm của chiến tranh và khủng hoảng năng lượng một năm mới mở ra với mối đe dọa suy thoái biến thể mới của covid cuộc chiến ở châu âu vẫn tiếp diễn và biết đâu may này đến lượt đài loan nhưng bên cạnh đó có một số điều chắc chắn ấn độ sẽ vượt qua trung quốc thành nước đông dân nhất thế giới và một nỗi đau khác cho chế độ Tập Cận Bình là từ nay Trung Quốc khó thể hy vọng sáng ngồi đại cường số một thế giới của Hoa Kỳ, mà Bắc Kinh vẫn mơ đến để chứng tỏ tính ưu việt đối với một phương Tây đang suy tàn. Ở phương Tây, châu Âu đương nhiên là yếu đi vì cuộc chiến tranh Ukraine, nhưng không còn quá ngây thơ. Và trong bối cảnh rối ren hiện nay, những chế độ toàn trị cho thấy họ đang đi vào ngõ cục. Trang nhất Le Monde nói về Covid-19 tại Trung Quốc, ba năm chính sách y tế thảm hại và ở trang trong nhấn mạnh đến thất bại của những năm zero Covid tại Trung Quốc. Bắc Kinh đã phải đột ngột từ bỏ một chính sách y tế không thể chịu đựng nổi về mặt tài chính và xã hội. Sự im lặng của bộ máy tuyên truyền đôi khi nói lên nhiều điều. Chính sách này không hề được báo chí nhà nước nhắc đến từ ngày 7 tháng 12. Mỗi một ngày trôi qua, Trung Quốc càng trượt dài xuống vực thẳm tờ báo Ví Von cũng như mọi bi kịch sự việc diễn ra theo ba hồi chiến thắng năm 2020, hoàng mang năm 2021 và thất bại đau đớn năm 2022. Tập cận bình từng lên mặt tuyên bố Covid là trách nhiệm lớn trên năng lực quản lý đất nước khi phương tây lao đao vì virus từ vũ hán, trung quốc dùng ngoại giao vaccine, ngoại giao khẩu trang để bắt bí các nước và như để cố chứng minh COVID đến từ bên ngoài. Sau khi đóng cửa không phận ngày 27 tháng 3 năm 2020, Bắc Kinh lần lượt khẳng định tìm thấy dấu vết con virus trên các sản phẩm nhập khẩu. Cả hội Na Uy, rồi chi lê, thịt bò Argentina hay New Zealand, thịt heo Mỹ, tôm và cá nục Ecuador, chân gà và mực của Nga, cá Indonesia và ngay cả những lon bia Mỹ không thể kể hết. Trung Quốc thi hành một chính sách không giống ai là chỉ chích ngừa cho người từ 18 đến 59 tuổi thay vì ưu tiên cho người lớn tuổi và nguy cơ cao. Nay, các nhà tang lễ ở nhiều thành phố hòa lục đều quá tải, một cái tác cho chế độ. Đổ ra quá nhiều tiền của công sức cho việc xét nghiệm và phong tỏa cư dân, chính quyền địa phương không còn có thể đầu tư vào các đơn vị chăm sóc đặc biệt, thuốc men cũng thiếu thốn. Đảng đang trong ngõ cục nhưng không thể nhìn nhận, lãnh đạo thì không bao giờ sai và đáng buồn thay không hề chuẩn bị kế hoạch B. Quốc hội Nga lập kỷ lục thông qua trên 650 đạo luật Tại Nga, lemon nhận thấy Viện Duma Quốc hội Nga trong năm 2022 đã vội vã thông qua một loạt kỷ lục những đạo luật trấn áp liên quan đến cuộc xâm lăng Ukraine ở một đất nước mà tổng thống quyết định hầu như tất cả có những chuyện khó thể hình dung. Trong năm qua, Doma đã thông qua 653 dự luật, số lượng lớn nhất trong lịch sử quốc hội, một kỷ lục kể từ khi Liên Xô không còn tồn tại. Chủ tịch Viacheslav Volodin tự hào tuyên bố trong kỳ họp cuối, phiên họp mùa đông năm nay giống như một cuộc chạy đua nước rút để đưa ra hàng loạt đạo luật được coi là ưu tiên chẳng hạn một luật bỏ tù có thể đếm chung thân về việc xúi dục phá hoại được soạn để chống lại các vụ đốt những trung tâm tuyển mộ của quân đội hoặc một luật khác cho phép cơ quan tình báo fsb được tham khảo dữ liệu các ứng dụng gọi taxi để theo dõi sự di chuyển của công dân trong vòng một tuần lễ, ba dự luật khác được đồng loạt thông qua, cấm sử dụng từ nước ngoài nếu tiếng Nga có tương đương, phạt đến 5 năm tù nếu xúc phạm ruy băng sang thời xa hoàng, hoặc coi việc đưa ra những bản đồ trình bày biên giới Nga không đúng đắn là cực đoan. Tuy những đường biên này vẫn co giãn trước cuộc phản công của quân đội Ukraine tại những lãnh thổ vừa bị Putin sáp nhập. Năm mới 2023 và viễn cảnh u ám cho các chế độ toàn trị, các nhà độc tài tự hại chính mình. Nhìn chung, Les Ecos cho rằng năm nay sẽ là một năm đen tối cho các chế độ độc tài. Từ Nga cho tới Trung Quốc, Iran và kể cả Thổ Nhĩ Kỳ, bốn chế độ này cùng đối mặt với mối đe dọa về sự tồn tại như một trò đùa éo le của lịch sử. Tờ báo đặt câu hỏi, ai có thể chắc chắn rằng Vladimir Putin, Tập Cận Bình, Ali Khamenei và Recep Tayyip Erdogan vẫn có thể nắm quyền trong vòng một năm nữa. Tất cả đang đứng trước những cuộc khủng hoảng lớn, tuy tính chất khác nhau nhưng có cùng một nguyên nhân. Trước hết, ông chủ Điện Kremlin có nguy cơ lớn sẽ bại trận ở Ukraine. Quân đội Nga với vô số khuyết điểm từ tổ chức, hậu cần, thiếu thốn trang bị vì nạn trộm cắp và tham nhũng đã bị mất đến phân nửa số xe tăng, số lính tử trận trong 10 tháng qua cao hơn cả 10 năm can thiệp vào Afghanistan và không chiếm nổi một địa phương quan trọng nào kể từ cuối tháng 6. Vũ khí cuối cùng còn hiệu quả là pháo binh thì đã phải vét cạn kho. Những hỏa tiễn bắn đi trong những tuần lễ gần đây còn lớn tuổi hơn những người sử dụng chúng. Và nhất là, Nga chỉ dựa vào các hỏa tiễn do Iran cung cấp để đối phó với Ukraine được trang bị bởi Liên minh phương Tây, chiếm đến 62% GDP toàn cầu. Tập Cận Bình thì buộc lòng phải thối lui trước người dân Trung Quốc đã quá chán ngán sau 3 năm phong tỏa. Những cuộc biểu tình chưa từng thấy đòi tự do, dân chủ, nhà nước pháp quyền đã nổ ra. Với quy mô lớn nhất kể từ năm 1983, Chủ tịch Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi chiếc bẫy. Đại dịch có thể bùng mạnh trong dân số có mức độ lão hóa thứ năm thế giới, ít miễn dịch tự nhiên và được chích ngừa bằng vaccine nội địa kém hiệu quả. Về phần Iran, ông thần dường như đã ra khỏi cái chai với cuộc nổi dậy chống lại khăn quàng Hồi giáo và nay còn muốn lật đổ chế độ. Một con số nói lên nhiều điều, GDP trên đầu người của quốc gia giàu dầu lửa này chỉ tăng gấp đôi kể từ khi cách mạng Hồi giáo năm 1979, trong khi cả thế giới tăng gấp 6. Cũng có thể kể luôn chế độ Erdogan 21 năm cầm quyền, lạm phát lên đến 85%. Tất nhiên, những chế độ này vẫn có thể may mắn sống sót. Kremlin có thể cho động viên và huấn luyện hàng trăm ngàn tân binh để đóng băng các chiến tuyến. Đợt dịch Covid-19 có thể sát hại ít người hơn ở Hoa Lục. Các giáo sĩ khủng bố được người dân, nhất là ở Iran, không có một tổ chức chính trị nào có khả năng giành được quyền lực. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đối thủ chính của Erdogan sắp bị tư pháp cấm tham chính và bản thân ông đã thắng 14 cuộc bầu cử liên tiếp nhưng lý lẽ cho rằng độc tài hiệu quả hơn dân chủ vì phải đối phó với phản biện và tìm kiếm thỏa hiệp trong những cuộc khủng hoảng lớn đã hoàn toàn sụp đổ bởi vì chế độ moscow Bắc Kinh, Tehran, Ankara hoàn toàn chịu trách nhiệm về những cuộc khủng hoảng đang đe dọa họ. Các chế độ này tự hút đầu vào tường. Putin quyết định xâm lăng Ukraine với lý lẽ dân tộc Nga và Ukraine là một. Bắc Kinh tự bập vào chiếc bẫy Zero Covid vô nghĩa. Các giáo sĩ bám chặt lấy giáo điều về khăn tràn Hồi giáo dù dân chúng không còn chấp nhận. Còn chủ thuyết Erdoganomic, chống lạm phát bằng cách giảm lãi suất cũng chẳng khác nào thuộc chìm tình. Trong mỗi quốc gia trên, chính việc triệt tiêu phản biện nhằm tập trung quyền lực vào tay một con người duy nhất là nguyên nhân của những sai lầm. Tập Cận Bình là Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, vừa là chủ nhiệm quân ủy Trung ương. Erdogan là Tổng thống kiêm chủ tịch đảng AKB, chiếm đa số trong chính phủ và quốc hội. Giáo chủ Ali Khamenei nắm quyền tối thượng trên cả nước. Còn Vladimir Putin, Tổng thống Nga, trên thực tế thâu tóm mọi quyền hành và không nghe bất kỳ ai. Trước khi xâm lăng chủ trì một cuộc họp với các bộ trưởng và cố vấn nói năng lắp bắp vì sợ, ông ta bỏ ngoài tay khuyến cáo của các nhà kinh tế giỏi nhất cảnh báo về thảm họa. Les Ecos cho rằng năm 2023 có thể nhắc nhở các nhà độc tài câu nói của nhà sử học cổ đại Hy Lạp Herodot về sự ngạo mạn. Hãy nhìn những ngôi nhà và cả những cây cao nhất, tia sét luôn giáng xuống chúng vì ông trời buộc những gì nhô cao quá đáng phải hạ mình xuống.